Hello mọi người nghe, lại là mình đây ha. Thì hôm nay mình sẽ thử thử đánh bóng chó tại nhà coi như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái tình trạng cho anh em coi cái chó của mình như thế nào và mình đã thử nghiệm cái này sẽ ra sao. Bắt đầu mời anh em theo dõi video ha. Rồi thì đây là cái chó xe của mình, anh em có thấy nó bị trầy cái phần này không? Anh thấy rõ không ta? Này, ngay chỗ này nè. Ngay chỗ bên góc phải nè. Đó, nó trầy anh em thấy không? Giờ mình thử mình đánh chó hay sao ha. Thì cái mình sử dụng đó chính là mình ở đây mình có sẵn một cái tờ nhám mịn bơi 600, mà anh em nên mua cái loại mà 1.000 đến 1.200 ha. Tại là bây giờ mình thử thôi, mình để có sẵn ở đây nó cũng, mình thấy nó cũng nhuyễn, cũng ok, nhưng mà anh em tốt nhất là anh em mua 1.200, 1.800, 3.200 gì đó, 3.000 nữa. Càng mịn thì đánh càng tốt, nhưng mà đánh nó càng lâu ha, mà đánh nó sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ mình thử mình đánh bằng bơi 600 nữa coi sao. Đánh bằng bơi 600 xong sử dụng cana mình đánh lại lần nữa coi như thế nào ha. Thử thôi, nó cho thử nghiệm, ví dụ như nó hư thì mình đem ra tiệm đánh ví dụ như lỡ mình đánh không được thì mình đem ra tiệm nhà người ta đánh lại, chứ bó tay à. Thử coi sao ha. Ok, rồi ha, đây em đã thấy ha, dấu trầy như nó đã mắc rồi ha. Mình chà nãy giờ ha, nói chung là cái này là phải kiên nhẫn chà cà na tí anh em, chứ không phải nãy đâu, tại vì mình chà tay mình không phải chà máy ha. Nên là chỗ này nó chưa được bóng, chưa được láng nè. Và đặc biệt là mình sử dụng có nhám có bơi 600 mà. Nếu mà như anh em sử dụng nhám bơi 1.200, 1.800 hay 3.000 gì đó, nó càng mịn thì nên chà nó sẽ càng lâu, nhưng mà nó sẽ càng đẹp ha, chứ nó không phải nó giấu nó bự như thế này đâu ha. Cái này thì để mình cố gắng mình chạ thêm cana để mình làm cho nó lén ngon lại ha. Còn nói chung mình thấy ok nha anh em, tại vì nếu mà đem ra tiệm với người ta chạ máy thì nó sẽ nhanh hơn nè, chạ máy nó đều hơn, với lại giấy nhám nó sẽ mịn hơn nữa. Còn mình đây mình có sẵn mình xài mình thử nghiệm cho anh em thôi, nhưng mà nói chung là mình thấy ok đó. Đó, chỗ trầy nó hết á, cái này nó trầy quá mình chạy không nổi nè, dưới đây nè, còn này nó khuyết nhiều quá mình chạy không nổi đó, anh em thấy ha. Đó, mình mới ngồi chà cái nó đấy à, anh em phải kiên trì nha, càng kiên trì chà cà na chà càng kỹ thì nó sẽ càng bóng ha, chứ phải cố gắng thôi ha. Nói chung là thành công á, mình thấy gì là ok đó, mình bây giờ mình tắt máy mình chà cà na tiếp. Rồi, cảm ơn em xem hết video ha. Nếu anh em thấy bổ ích hay thì cứ nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Mình biết những cái gì mình sẽ chỉ anh em hết, và những việc mà dọn xe, tăng trang xe này kia ha, mình biết mình sẽ chia sẻ cho anh em nghe. Rồi, ok, hello anh em, chào anh em, hẹn anh em các video tiếp theo ha. Bye bye.